Hello và xin chào các bạn. Hôm nay tớ sẽ chơi game Shape Shifter tập sáng nha các bạn. Ngày mai tớ làm cái cuối cùng của tập 6 phần đến tập 7. Tớ nói là tập 7 là xong rồi. Tiếp tục nè. Mấy bữa tớ 20.000 luôn các bạn. Tự nhiên có rất sớm tập mấy á, tớ nhớ tao tập mấy á, giờ 20.000 luôn á, đã lắm, cực kỳ đã. Ôi trời ơi, thật là ghê rợn. Tại đen các bạn ơi, các bạn nhớ bật tiếng to lên nha, cái micro của tớ hơi hơi xa tớ tí. Vậy các bạn ơi, mới đầu vô video bạn nhớ like, share, đăng ký, subscribe kênh của mình nha. Giờ thì tớ phải làm tiếp đây. My god, đây nè. Đó, tớ chơi gì mất kênh. Mới vô là có cái này là ghê lắm nha các bạn. Chuyển đồ là một không thể, bởi nó quá mạnh là cho chúng ta có thể win win rất sớm nha các bạn. Bùm 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 bùm, win có thể là rất sớm, nhưng có phải giết mấy cái con này cái. Ủa nó gì, có boss này đúng không? Không có rồi. Ô bồ 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 nó có bó tự nhiên có bó rồi. Các bạn ơi, bó này tới như là bó bó kia. Một em này đi. Ôi ôi ôi, bự quá. No. Rồi tới chuyên ngu rồi các bạn ơi. À có 10 à, 10 á, tưởng 100, 200 gì chứ. Ôi dồi ôi, nữa. Tôi chết hoài. No, rồi xong luôn. 5 start, tôi sẽ chọn cái này nha. Để tớ có thể tìm thấy cái cục Chrome nào đó. Tớ nhớ kêu thì sẽ có cái này. Không có. Sẽ là có cái này. Tớ sẽ cho cái này luôn. Bắt đầu tìm đến 5 đúng không? Thì tớ sẽ tìm cho bạn 5 nha. Cái này rồi nè. 1 rồi các bạn ơi. Không phải bị cái đó đâu nha bạn. 1, 2. Hai rồi các bạn ơi, hai. Nói thiệt là có thích lắm luôn á, tớ cũng không muốn giết người, nhưng cái này có phải giết người là bờ lóc, nhưng bờ lóc thì kỳ quá thì tớ không biết, cho nên tớ phải giết. Bờ lóc này chúng ta bị chúng là ưa rất sớm. Chỉ ra cho ta đi, cho họ ta giết các người. Bỏ tất cả đều đang một, nhưng có vài cái năm, có vài cái hai thôi bị về thôi. Tớ không có bị bệnh corona đâu, tự nhiên tớ ho, tớ chắc xài tiêu rồi, chắc nên không ta, chắc thật nên đầu á. Mấy anh này lại nói là hăng say chiến đấu, nhưng mình cũng phải hăng say chiến đấu lại á.
Còn ba bát luôn đó hả? Ok. Đèn 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 đèn. Nữa nè. Ô đạn của boss cũng không bắn xa lắm các bạn ơi. Mà tớ thấy cũng hơi bắn xa. Ôi ôi, nấu các bạn ơi. Rồi, tớ chết rồi đó. Tớ cực lắm nha bạn. Họ xem diễn. Ủa, không có chết. Thật kỳ kỳ, không có chết các bạn ơi. Để tớ chạy tấn công con này dễ rồi. Ủa, quả nó tèo sớm mới vậy, tèo đúng sớm luôn. Tớ thì lại không muốn cho nó tèo để có thể làm cái gì đó với nó. Ủa, ở đằng trước hả? Một là bên đây là chưa có nè, lừa có một đúng không? Có sát vụ hết tất cả đồ. Ôi rồi rồi, không được không được không được không được không được, đó tôi phải làm gì đó. Đó, anh em của tôi sẽ tấn công. 2 2 7. Ở đây là 7, ở trên là 1. Bên đây qua đây, bên đây nữa. 2. Lên 2. Ô boss nữa hả? Boss nè, boss nè, boss nè, boss nè, boss 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 boss. Ô rồi, no no no. Tao mẹ cho xin nợ tèo ơi. Tao mẹ cho xin nợ, xin là xin vĩnh biệt cụ rồi các bạn ơi. Nãy giờ chưa có cái này. Ủa nãy giờ có rồi hả? Nhanh vậy. Các bạn ơi, nè, tớ đang có anh em để bảo vệ tớ, nhưng không biết anh em này bảo vệ nổi không? Ủa vậy lên, quên lên lên ta ta tinh ta ta qua lại súng lên. Lên lên qua 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 qua. Ủa chú. Còn cái gì ở đây nữa ta các bạn? Đó nha các bạn. Đèn ta đèn ta đèn ta à, thiếu cái từ ao tu. Biết rồi. Cái ao sâu á, mình không biết nữa. Ủa, mà người ta có cho đâu ta? Dẫn đằng trước là sọt lên. Ô, mình đang dẫn nè. Ô nặng quá trời luôn á bạn. Nó nặng quá trên nó đi chậm á bạn. Sàn dưới cũng tròn. Cái này ở dưới là cũng là vậy. Ô quá trời luôn. Thì nếu như vậy có nghĩa là Oh my god. Nó tưởng nó tông mình. Ai ngờ mình nó làm gì nó rồi nó ưa rồi. Ồ bên đây không có. Ồ bên đây quá trời cái rồn rồi. 8. Qua đây nữa nè. Tôi sẽ cho nó 8 8 8 luôn nha các bạn. Muốn làm được điều này thì chúng ta phải rất cực khổ. Tên vậy là 3. Vậy là 3 rồi bạn ơi. Ba rồi, giờ không biết làm gì nữa. Sao có nhiều con bự quá. Đồ to con mà lại yếu. Ô à tao nè. Đó, giờ mới đủ hết đó. Con chị nhanh rồi đó. Mấy cái con chị nhanh nó già lắm các bạn ơi. Nó nhanh nhưng nó tuổi thọ rất ít. À, thấy chưa, đúng luôn. Này ba là bên dưa. Bốn.
Tớ sẽ vài cái, tớ sẽ lần này tớ sẽ không chơi skip nha các bạn. Đó, bớt hoài. Bớt 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 bớt. Nani? Rồi, chết tớ rồi các bạn ơi. Tớ sẽ hy sinh. Oh my god. Oh my god. Oh my god, có 24 mét. Năm rồi. Năm rồi nha các bạn. Cũng mạnh lắm á. Ôi. 6 rồi. Em chơi là vậy đó. Nó bỏ đài này là shotgun. Ôi 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 ha ha. Quá trời anh em luôn. Nhưng phải né đạn thôi các bạn ơi. Rồi xong luôn rồi các bạn ơi. Đó để tiêu trong vòng 6 hàng mấy 5 start tiếp nào. Tớ muốn có cái này. Tớ sẽ nâng cấp từng cái nha. Đến level mới tớ coi nó sẽ là cái gì. Ô cái này cũng được nè các bạn. Đồn tớ sẽ cho nó rung hết để thử coi nó sẽ là gì. Đi với chúng ta. Để tớ làm cho hai cái cảnh luôn. 7 lần hả? 1. Ôi rồi. 2. Bác một nhỏ đây. Cà đen là đang 1, 4 rồi. Đây là 5. No. Ừ, phải dùng rồi. Ông 27 tụi mình là 7 một anh 30 là 7 một anh 30 là 7. Ôi 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 mấy em nửa chết rồi đó. Mấy bóp đừng có làm vậy nữa nha. Ít cân bắn quá à các bạn ơi. Đó nữa nè. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ha ha. Cái này là có chết hay lắm ha. Hồi đó cũng chết rồi. Tôi ghét chết lắm nè. Ồ 7 rồi đó, giống bằng cái kia rồi. Giống hạng thường. Ôi ôi ôi, gà gà. Các bạn ơi, tôi đã được chẳng được cái gì hết. Thôi, bác nữa. Nữa, bác hoài. Ô bò bót nè, bót này cũng gà. Bót này gà quá à. Bà bà xem. Ủa giờ cái cục kia đâu rồi? Kia nó tìm cái cục kia đây. Ờ à, thế quá trời đạn luôn các bạn ơi. Đủ rồi, rồi đó tớ sẽ làm 5 hàng này nha. Nhưng hàng đó tôi sẽ làm cái room tiếp tục luôn. Cái bắn theo cái lính của chúng ta. Thì chúng ta phải cần rất nhiều. Bỏ. Ồ giống như bắt cù quá à. Bởi vì quá trời đạn. Nhưng đạn này bắt cù vô là chúng ta sẽ chết thôi. Ừ. Nữa nè. À đẹp rồi. Ôi trời ơi, đẹp quá. Bèn 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 bèn. Bờ gõ cái trống. Đèn à, không biết thử coi nó level 10 thử coi nha. Để là cứ lại level 10 nha các bạn. Bác à, bác một cái thử coi. Đừng 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 đừng
đồn 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 đồn. Các bạn ơi, đó đang làm cái gì mà nó đuổi cái dí nó tùm lum luôn các bạn. Cởi mà là cả. Ủa, oh my god, anh em của ta mới đầu ra là ui chết rồi. Tại sao, tại sao hả? Hả? Oh no 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 no. Chết rồi các bạn ơi, chết cực kỳ sớm luôn. Vậy đây một bùng lệ. Ô nó nó rồi chết. Không có cái gì dễ hơn hả? Bên kia kìa, đi cũng hơi xa. Bên đây rồi nè. Ồ, bá thử rồi đồng. Ôi 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 ôi. Oh my god. Wow. Ồ, hai cái lần các bạn ơi. Tớ sẽ cho nào một nè. Ô mà cái móc này nó hơi bị khó luôn nha các bạn. Chiến chiến đấu với cái thằng kia đi. Sao không chiến? Đồ dễ hơi. Đủ rồi đó. Rồi tiếp tục là tè cái tè. Một đèn đen tỏ đã có được cực kỳ nhiều, 5.000 mấy điểm rồi. Đây đây, bác một nữa nè, đến một của bác một lớn vậy là không được rồi. Lớn vậy là tớ thấy hơi không được rồi đó. Sớm dậy quá à. Rồi 5 đủ rồi nha. Rồi phải đủ 5 luôn. Khách nữa hả? Hay là này à. Lên nó đi. Cờ đen, cờ đen, cờ đen, cờ đen. Ôi 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 ôi. Tả vẻ cực kỳ ghinh rợn. Sọc ghinh hả? Sọc ghinh không? Alright. Rồi thì cũng giống phiên bản soạt nha. Nhưng nó khác, nó yếu hơn nha các bạn. Sọt ghinh cỡ là trước năm thì tớ sẽ cho cái này không một mà thì tớ sẽ cho cái này một tọt lên nè mấy đứa ơi, tọt lên nè. Ôi ôi ôi, tọt lên nè mấy đứa ơi, tọt lên miễn phí nè mấy đứa, tọt lên miễn phí đó nha mấy đứa, tọt lên miễn phí nè. Ai muốn lấy không? Cái con này nó mạnh nhưng nó không bắn xa được nha các bạn. Chọn bên nè. Ai muốn lấy không nào? Bữa chín là mấy đĩa thôi nha các bạn. Trời ơi quá trời luôn. Ôi 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 mém ơi ơi no no. Ồ nó sẽ chết thôi các bạn à. Trong đây thì tớ chọn cái này rồi, tớ sẽ skip bởi vì không có cái gì cả, không có cái gì cho đó, tớ không thích. Ôi rồi xong luôn các bạn ơi, tớ sẽ chết à.
Ủa, tớ chọn cái này là chưa nè, à đâu rồi nè, à đâu ống vô. Bảo vệ là chính quyền nè, tớ đang có rất nhiều luôn. Ủa, nữa hả? Nhưng mà nè, đạn không á nha. Đàn thiệt không á, không phải đàn giả đâu nha. Giỏi lắm, giỏi. Ngon lắm. Chị tưởng như trâu lắm mà mày. Mi làm gì á? Này đủ rồi, đủ rồi. Trang bị sự kiếp đủ rồi. Dễ thôi, tôi thấy chưa đủ mà tới lo thì chứ rồi. Ôi ôi, lóe con mắt luôn, mày cái máy tính của tớ nó không có lát được nha. Ôi, làm sao lát được với anh, làm sao thoát được cái tay anh. 12.000 rồi các bạn ơi. Giờ cái này qua đây làm cái này rồi. Bác là bơm. Năm nè, tám nè, xuống là năm rồi nè, quay lại là năm nữa nè, thôi cho. Giờ nó tám 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 không ta? Ok, tám luôn nha các bạn. Tôi sẽ chọn cái tà ác xám. Ôi, hai bạn bó luôn hả? Không giỡn nha, không giỡn nha, không giỡn đâu. Ủa mà hai bạn bó này nó làm gì luôn á? Là bảy nè, bảy nữa hả? Bó nhiều quá vậy. Bảy nè, tám đủ nữa hả? Hai boss gì nhiều vậy? Ủa mà boss mấy cái boss này nó gà quá. Ở đằng trước sắp nữa hả? Sắp 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 chơi nó công bằng thì tớ đã chơi nó công bằng, nhưng điều kiện là tớ không biết có thắng cái mod này không, bởi tớ đang bị yếu sức lắm. Xin xuống là năm qua tớ sẽ bị chết hai các bạn à, hãy chết chết cho tớ bị trẻ 15.000 hay siêu cót phải 50.000 lận còn lý nha. Đó vậy mới hợp chứ, tôi nhớ tôi phải chơi cái dạng trước nè. Nếu như tôi để dành cái này thì sao, không biết, thôi cứ lấy đại đi. Trời ơi, có thằng nào nó cướp á. Đừng 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 để dành. Đi khám phá tiếp thôi, để dành đi khám phá tiếp thôi. À, đó nên không để dành cơ hội, không có bó tới nhà. Các bạn ơi, các bạn chờ cái nào, tớ nói nhiều hay tớ im lặng? Ok, tớ sẽ nói ít hay là nói nhiều tùy các bạn nha.
Tớ sẽ chọn lại hết tất cả mọi thứ. Vậy tớ sẽ chọn đường thứ nhất. Nha các bạn. Thứ nhất. Cái thứ nhất rồi. Cái thứ nhất rồi. Cái thứ hai tìm đi. Ôi trời ơi. Tớ sẽ chọn đại thôi coi hồi thành phẩm của chúng ta sẽ là cái gì. Ô tớ đã bắn sơ kêu rồi. Thứ nhất. Ủa còn ba nữa hả? Đây 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 đây. Không giỡn nữa. Được rồi đó. Hai. Bữa này không biết có tác dụng gì mà nó cứ đứng yên hoài đó các bạn ơi. Đứng yên như bất động. Đây là tết 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 càng tốt chứ sao, tớ có thể là chết rất sớm nha. Và tớ thích chết rất sớm lắm, nhưng mà tớ thích chết chậm thôi. Ủa nè, ở đây rồi đúng không? Nữa đi, thứ hai rồi, chuẩn bị đến số 3 rồi nha các bạn. Số 3 là ok, số 3 là ok, số 3 ở nữa nè. Ba giây, ủa ba phút rồi các bạn ơi, 3 phút mà tới được có đây nè, 3 phút 3.000 mấy điểm các bạn, phải chơi vậy mới chơi kinh chứ. Cái đó đồng hồ lắc của chúng ta gõ nha các bạn. Thôi các bạn ơi, video đến đây cũng đã là video giây phút cuối cùng của chúng ta rồi. Thôi tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn gần xa rồi để cho chúng bạn một em. Ô rồi, đi vô. Đúng rồi. Thôi goodbye các bạn nha. Goodbye, mình là Thế Minh. Tạm biệt. Tạm biệt. Goodbye. Yeah.